Thưa quý vị, mặc dù mỗi vụ án hình sự là khác nhau, nhưng khi bắt một nghi phạm giết người, DNA là tiêu chuẩn vàng. Với công nghệ phát triển, cảnh sát có thể bắt được những kẻ giết người nhanh gọn và có thể tìm ra câu trả lời cho gần 15.000 vụ án bí ẩn ở Mỹ. Cùng lắng nghe những vụ án đã được hóa giải tài tình chỉ nhờ những mẫu DNA nhỏ bé. Bằng chứng DNA vạch tội kẻ giết người hàng loạt. Cho đến giữa tháng 7 năm 2023, vẫn chưa có manh mối tích cực nào về kẻ giết người hàng loạt ở Long Island. Hung thủ được cho là chịu trách nhiệm về cái chết của nhiều nạn nhân được tìm thấy tại bãi biển Hugo, bang New York, từ năm 1996 đến năm 2011. Nhưng dữ liệu DNA mới đã cung cấp cho cảnh sát bằng chứng bắt giữ kiến trúc sư New York Jack Hillerman vì tội sát hại ba phụ nữ có xác được tìm thấy trên bãi biển một thập kỷ trước và có thể là đầu mối của thi thể thứ tư. Hillerman vừa ra hầu tòa vào ngày 1 tháng 8 năm 2023. Mặc dù mỗi vụ án hình sự là khác nhau, nhưng khi bắt một nghi phạm giết người, DNA là tiêu chuẩn vàng. Đối với Hillerman, DNA từ một chiếc bánh pizza bị bỏ đi và những sợi tóc của vợ anh ta đã liên kết anh ta với tội ác. Khi công nghệ DNA tiến bộ, cảnh sát có thể bắt được những kẻ giết người nhanh hơn và có thể tìm ra câu trả lời cho gần 15.000 vụ án bí ẩn ở Mỹ. Nghi phạm từ một mảnh DNA. Bạn chia sẻ khoảng 99,9% DNA của mình với mọi người khác trên thế giới. Để giải quyết vấn đề đó, chuyên gia pháp y phải tập trung vào một phần cực nhỏ của DNA không giống nhau, được gọi là các đoạn lặp song song ngắn sơ. Lawrence Kobylinski, giáo sư danh dự về khoa học pháp y tại Đại học Tư pháp Hình sự John Jay, giải thích đây là 2-5 cặp cơ sở của nhiều loại lặp đi lặp lại trong một nhiễm sắc thể, sở chiếm 3% toàn bộ bộ gen của con người. Sở có tỷ lệ đột biến cao, nghĩa là khu vực này rất khác nhau giữa người này với người khác. Nếu hai mẫu có cùng kiểu cặp bazo, thì đó là dấu hiệu chắc chắn rằng DNA thuộc về một cá thể. Kobylinski nói, miễn là bạn có số lượng và chất lượng của bằng chứng, xét nghiệm DNA hạt nhân đó sẽ cung cấp thông tin to lớn để nhận dạng con người. Trong trường hợp của Hillerman, cảnh sát tìm thấy dấu vết tóc trên ba nạn nhân. Một số phân tích của sở cho thấy những sợi tóc thuộc về một phụ nữ trong khi một sợi tóc khác được tìm thấy trên cuộn băng dùng để trói một nạn nhân, nam giới tên là Megan Waterman. Nhưng nhà điều tra không thể thu thập thêm thông tin nào. Hầu hết trong số đó là thực tế không sử dụng được. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên sau 13 năm tiếp xúc với nhiều yếu tố như môi trường, độ ẩm, nhiệt độ và ô nhiễm từ vi khuẩn hoặc nấm có khả năng phân hủy DNA. Tuy nhiên, chỉ cần một chút vật chất di truyền còn nguyên vẹn là đủ. Nếu bạn có khoảng 100 picogram DNA, khoảng 50-100 tế bào, Kobylinski nói rằng chỉ cần có một hồ sơ sự là đủ. DNA ti thể chiếm một phần nhỏ trong tổng lượng DNA trong một tế bào, 16.500 cặp bazo trong số 3 tỷ cặp DNA. Nhưng nó mạnh hơn các loại DNA tế bào khác, cho phép nó chịu được các điều kiện môi trường thường làm nhiễm bẩn các vật liệu di truyền khác. 1 cm tóc chứa đủ để tạo ra một hồ sơ DNA ti thể. Điều này cho phép cảnh sát thành phố New York thu được DNA từ chiếc bánh pizza còn sót lại mà Hillerman đã ném ra ngoài. Cảnh sát đã mang thùng rác trở lại phòng thí nghiệm, nơi nó được quét để tìm DNA ti thể và nhiễm sắc thể thường, vật liệu di truyền được thừa hưởng bởi cả cha và mẹ. Những thiếu sót của DNA ti thể. Tuy nhiên, DNA ti thể ít đáng tin cậy hơn so với chờ bởi vì mọi người thừa hưởng ti thể từ mẹ của họ. Kobylinski nói, một người phụ nữ và mẹ, bà, dì, cháu gái hoặc cháu gái của cô ấy đều sẽ có cùng một hồ sơ DNA ti thể. Ngay cả anh chị em của một người cũng sẽ có cấu hình ti thể giống nhau. Vì DNA ti thể không thể cung cấp kết quả trùng khớp 100% với thủ phạm, nên các công tố viên cần đưa ra một số loại thống kê về khả năng DNA từ hiện trường vụ án giống với DNA của bị cáo. Chẳng hạn, họ có thể giải thích xác suất sai là 1 phần triệu hoặc 1 phần nghìn. Càng nhiều DNA ti thể từ nhiều nguồn khác nhau thì càng tốt. Cảnh sát đã lấy bằng chứng từ từng hiện trường vụ án và vỏ bánh pizza, đồng thời họ cũng lấy nhiều mẫu trong túi rác mà Hillerman để bên ngoài nhà của hắn. Khi được quét và xét nghiệm DNA ti thể, kết quả giống với hồ sơ DNA của vợ hắn ta và giống với những sợi tóc phụ nữ được tìm thấy trong bao tải, dùng để cuốn thi thể. Kobylinski giải thích đây không phải là một bất ngờ lớn, bởi vì mọi người có xu hướng dùng từ 50-100 sợi tóc mỗi ngày, độ nhạy và độ chính xác tốt hơn. Những tiến bộ trong công nghệ DNA đang giúp việc xác định và kết án những kẻ giết người có thể tấn công trở lại trở nên dễ dàng hơn. Kobylinski giải thích, xét nghiệm thi thể có độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn so với 10 năm trước. Giải trình tự thế hệ tiếp theo, NGS, một công cụ để phát hiện thứ tự của các cặp cơ sở DNA đã được cải thiện, tạo ra hồ sơ DNA nhanh hơn và chính xác hơn từ bằng chứng di truyền được thu thập từ hiện trường vụ án. Ví dụ, một phương pháp mới sử dụng CRISPR-Cas9 chỉ có thể xác định 0,1% mẫu bộ gen trong hỗn hợp DNA chứa vật liệu không liên quan khác. Theo Viện Tư pháp Quốc gia Mỹ, kỹ thuật này vượt trội so với các phương pháp khác và có thể xác định 2.500 biến thể với độ chính xác 83%. Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI cũng giúp việc kiểm tra các mẫu DNA chất lượng thấp trở nên dễ dàng hơn. Sàng lọc các chuỗi DNA trên cơ sở dữ liệu tội phạm và kiểm tra tội phạm đã thực hiện ở tiểu bang khác.
Khi cảnh sát tìm hiểu sâu hơn về quá khứ của Hugh Erman, công chúng sẽ biết liệu kẻ bị cáo buộc là kẻ giết người hàng loạt ở Long Island đã mất một thập kỷ điều tra gián đoạn hay liệu còn nhiều thi thể đang chờ được phát hiện hay không. Việc có nhân chứng và thiết lập mọi kiểu hành vi có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm kẻ sát nhân. Nhưng DNA có thể là bước ngoặt giữa bằng chứng gián tiếp và vụ án công khai. Việc có nhân chứng và thiết lập mọi kiểu hành vi có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm kẻ sát nhân. Nhưng DNA có thể là bước ngoặt giữa bằng chứng gián tiếp và vụ án công khai. Hy vọng với sự phát triển liên tục của công nghệ sẽ chẳng có những vụ án oan nào nữa, bởi hung thủ sẽ luôn được xác định chính xác.